Triều Tiên cảnh báo Mỹ về thất bại chiến lược. Triều Tiên cảnh báo nỗ lực do Mỹ và phương Tây dẫn đầu nhằm thành lập nhóm mới để giám sát các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sẽ thất bại. Các thế lực thù địch có thể thành lập hội đồng chuyên gia thứ hai và thứ ba trong tương lai, nhưng tất cả chắc chắn sẽ tự hủy diệt theo thời gian. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải tuyên bố của Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song hôm 5 tháng 5. Nếu Mỹ và các nước tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch lỗi thời đối với Triều Tiên, thay vì rút ra bài học từ những vụ việc gần đây, họ sẽ phải đối mặt với thất bại chiến lược thảm hại hơn, ông Kim cảnh báo. Phát biểu của Đại sứ Triều Tiên được đưa ra nhằm đáp lại tuyên bố chung của Mỹ và các đồng minh trong tuần này. Tuyên bố kêu gọi tiếp tục công việc của một nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc về giám sát các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Trước đó, Nga đã phủ quyết việc gia hạn hàng năm đối với hội đồng chuyên gia trên trong bối cảnh Mỹ và một số nước cáo buộc Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong chuyến đi tới Seoul vào tháng 4, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết Washington sẽ hợp tác với Hàn Quốc để tìm ra những giải pháp mới thay thế cho hội đồng chuyên gia. Thậm chí bên ngoài hệ thống Liên Hợp Quốc, Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí vì phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nga và Triều Tiên tuyên bố mặc dù hai nước có mối quan hệ tốt nhưng sự hợp tác của họ không vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, trái với tuyên bố của phương Tây. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.